Con nhỏ đâu vậy? Ui, nhỏ mất tiêu rồi. Ui, nhỏ mất tiêu rồi bạn ơi. Nhỏ đâu rồi á? Trời ơi, tại sao mình lại dính dáng tới cái game này nhỉ? Hey, lỡ vô mẹ rồi. Chơi luôn nha. Lỡ vô rồi, quốc tới bến luôn chứ sao giờ. Ok, và đây là phiên bản lời hứa của bố ta. Đây mình sẽ chăm một mình cân tất bạn, một mình cân tất những đám ngoài bên ngoài xã hội. Quốc hết. Bố mày là chùm. Ok. Mình sẽ qua mình nói chuyện. Ok bạn, khi mà ổng nói chuyện xong thì mình sẽ lên mình coi ổng là một cái coffee drinker, là ổng cần uống cà phê. Và mình sẽ kiếm cái ngôi nhà này coi có gì nha các bạn. Này mình sẽ vô, đứng vô ngôi nhà. Thịt, nước. Ồ, có đồ mở khóa, ngon. Thịt. Còn bên đây cũng khá là nhiều. Gì đây trời? Này có hai căn nhà lận vãi thiệt. Mình đã tìm được cái con gấu bông Bun đó, chó Bun. Wow, và nó sẽ lên cho con gái nó vậy. Rồi. À, nó có cầu thang mà không đi, nó nhảy vậy cho vui vậy đó. Xanh đó. À, cầu thang bị gãy vậy cứ. No, we look happy. À, thằng này hết shot rồi. Má mày lụm hơn, mày tưởng mày mua mày tặng hay sao vậy? Lụm hơn tưởng mua tặng sao vui vậy? Là tưởng đọc rap cho con nghe chứ. Rồi nó có cái tủ nữa bạn, mà bị cái quần ghè kia nó che mẹ rồi. Xem một cái lốc bít. Sắp hết ngày. Có thức ăn, ngon. Để coi làm được cái gì vậy bạn. Cái này là gì á? Rich, cái này kiểu như cái đồ chơi vậy. Ở này thì nó cũng có ít cái mới lắm bạn ơi. Mình sẽ xuống đây mình lấy này lẹ, sắp hết ngày, sắp hết ngày. Cũng được mớ. Hết ngày rồi bạn ơi. Hết ngày mà. Ban đêm. Ủa. Thôi vậy thôi hả? Vãi à. Tưởng gì. Thôi, lên làm một vài thứ thôi. Tưởng là đi được qua anh kia nhưng mà không. Nó không thể bỏ con này được các bạn ơi. À, đang ngồi đi ngủ mẹ. Vãi. Ai giúp không? Ai giúp không? Qua giúp con tôi đi. Trời ơi. Mi ơi. Coffee bị cọc đụ mẹ. Thiệt luôn. Không ai bạn, nó không có ai không giúp. Nên mình sẽ làm cái này. Qua wow, làm một cái xẻng đào cho lẹ. Nó rút kinh nghiệm cho người gần chơi máu chó với trước. Đâu được. Đây. Làm ồn cho nó khỏi ngủ bạn. Cuộc sống mà. Rồi, cậu đã làm được cái sản ơi, cái sản đủ nope. Má, thiếu. Cái, qua đây kiếm này, qua đây. Mà muốn qua đây phải đào bên đây. Ui, cây mày cứ. Mày đùa nhau à. Ủa gì vậy, sao đi qua nó. Ê, đừng nói mày đu xuống nha, mày đu xuống là mày chết ngắt luôn á. This perfect lay to build a masky bridge. Hết đủ. Giờ mình phải xuống mình build cái kia các bạn. Hồi tao không có gì luôn má. Đổi cước à. Thiếu gì gỗ với lại. Mày đi ngồi. Ở đồ mẹ đi ra được mà mày điên à. Cái. Không mình đang thiếu cái gì các bạn. Mình đang thiếu cái thùng. Chấm hỏi. Trời giúp tao đi má. Đây là hứa của bố ta. Má đời hợi. À đúng rồi. Có thú không? Nói lẹ lên hết ngày của tao với mày. Mày thả đấm vô mặt nó một cái cướp hết đi cho rồi. Nhốt nó ngoài.
Ủa gì vậy? Ủa sao không đổi ba? Trời ơi tốn ngày. Cứ tưởng biết về đổi trước rồi hỏi. Khốn nạn, giờ phải cào đất ra nữa. Biết đủ cho ta, đủ làm chưa, lè hết ngay. Ê, để phải. Đâu rồi, đây. Xúc lẻ. Đủ mẹ. Thiếu một, cay thế. À, kiếm coi có chỗ nào hôi được không, mẹ hôi lẹ coi. À, thiếu đúng một bạn. Đủ. Ê, nó trở lại rồi các bạn. Quay lại. Ui má ơi, mày đổi gì luôn hả? Con đĩ này. Má nó không đủ bạn ơi, mẹ. Cái nha. Ủa mày kêu quay xuyên mày ta mà mày không chịu đi. Vô lý. Ê kệ mẹ mày chứ. Ôi trời mẹ ơi cũng xong. Ôi đu. Hôm nay giờ đi reo. Hôm nay giờ đi cướp. Mà đi cướp thì không được. Cây cú thế nha. Làm cho con này được gì vậy bạn? Ủa cây thế. Giờ mình không biết làm gì luôn. Rồi nó gọi radio nữa các bạn ơi. Ê, làm cái liền này không đủ mát hết chứ. Mà không được đi ấy gì đây, có gì nữa mà. Rồi ơi má ơi. Cho nó ăn thịt đi. Gầy ăn con gái à? Từ từ, ủa má đang có chuyện gái đó. Bỏ. À ra, ủa? Nó biết tên mình bạn. Đủ, sao? Thằng này nó biết tên mình. Quýnh lộn hay gì ba? Nhỏ nằm riết là chán nha. Muốn chết mẹ vậy. Ấy gì mày ấy chưa ra cửa quên. Gì đây? Tao quen mày không? Ủa what the? Trời ơi. Bullshit. Nghĩ gì ba? À, ăn giọng hết đi con. À, cho đứa con ăn giọng. Ăn giọng đi con gái à. Đúng mà. Qua ngày coi có gì mới không bạn? Dìa. Xuống. Qua ngày coi có gì mới không? Nếu không thì... Chơi. Thiệt luôn hả giờ? Ủa gì vậy? Gì vậy? Say what? Ủa gì vậy? Gì vậy? Con nhỏ đâu rồi? Ui, nhỏ mất tiêu rồi. Ui, nhỏ mất tiêu rồi bạn ơi. Nhỏ đâu rồi? No sugar, xin yêu.
muốn chết mẹ mày. Qua đây coi các bạn. Roman, rồi. Hành trình đi kiếm cô bé. Chết mẹ mày tao thằng kia. Ủa đâu ạ? Ok, nếu bạn thích video nè, để lại mình một like, một subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ tạo động lực cho mình làm tiếp video tiếp theo và tập sau là một cái gì đó mình sẽ đi tìm cô bé bạn. Và chuyện gì tiếp theo hãy đón xem tập sau nha. Bye bye.